đây làm đẹp. Thời gian là 5 phút 30 giây nha. Áp dụng cái này là cho tất cả độ tuổi luôn, 5 phút 30 giây. Thực hiện một lần một ngày. Coi phần lưu ý giúp Thùy Trang trước là khi chúng ta thực hành công thức này có thể kết hợp tối đa 3 vùng làm đẹp trong một lần thực hiện, nghĩa là trong 5 phút 30 giây đó. Ví dụ có ba anh chị chữa nám nè, giảm nếp nhăn và giảm vòng eo trong một lần chung với nhau. Và nhớ là mỗi vùng làm đẹp cần được hợp nhất 3 lần. Cho nên nếu mà các anh chị làm đẹp 3 vùng thì hợp nhất tổng cộng là 9 lần. Khi thực hành có thể, đối với là làm đẹp là có thể mở mắt hoặc nhắm mắt đều được nha. Nhớ là giữ mình trong trạng thái tỉnh thức và điều phối năng lượng. Và khi thực hiện công thức làm đẹp thì ở trong một cái tư thế nào cảm thấy thoải mái nhất là được. Tại vì cái hình này là lấy giống là tăng chiều cao cho nên vẫn để người mẫu là nằm á. Nhưng mà các anh chị có thể nằm ngồi thoải mái là được. Và khi chỉnh 5 phút 30 giây, các bác chị sẽ đọc ha. Bước 1, hợp nhất NLG chống đồng băng tầng lớp 3 làm đẹp. Bước 2, hợp nhất 3 lần vào não bộ và toàn bộ cuộc sống. Mỗi lần hợp 3 lần á, mỗi lần hợp nhất như vậy cũng sẽ hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống nè. Nhớ là mỗi lần hợp nhất kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần. Và ở bước 3, các bác chị sẽ hợp nhất 3 lần. Và mỗi lần hợp nhất cũng hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần làm đẹp. Ví dụ bây giờ muốn làm đẹp giảm vòng eo đi, hợp nhất năng lượng từ não bộ vào vùng eo. Mình chỉ cần nghĩ vậy được rồi, không có cần phải nghĩ là nó đi ra phía trước hay là đi ra phía sau, không cần thiết ạ. Các anh chị chỉ cần đưa cái tư tưởng của mình là hình dung năng lượng từ não bộ đến vùng eo là được. Nhớ là 3 lần nha. Còn nếu mà làm nhiều chỗ thì cứ hợp nhất 3 lần vô eo rồi hợp nhất 3 lần vô cái vùng, ví dụ bây giờ là giảm nếp nhăn vô 3 vùng, vô 3 lần vào cái vùng giảm nếp nhăn. Rồi bước 4 là tập trung truyền tải năng lượng đến một vị trí hoặc hai vị trí hoặc cả ba vị trí mình muốn làm đẹp cùng một lúc. Ví dụ làm đẹp da, giảm nếp nhăn, giảm vòng eo cho đến khi chuông báo chấm dứt. Cái bước 4 là mình dùng cái năng lượng của mình á, mình duy trì cái suy nghĩ á, cái năng lượng đang đưa đến ba vùng làm đẹp cùng một lúc luôn, chứ không cần phải làm eo bao nhiêu phút rồi xong mới chuyển qua vùng khác đâu ạ. Mình làm cùng một lúc luôn. Công thức làm đẹp lớp 3, thời gian 5 phút 30 giây trong tư thế nằm ngửa. Bắt đầu đọc thầm hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3 làm đẹp. Hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Đọc thầm. Hợp nhất lần 2. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 3. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần làm đẹp. Hợp nhất lần 2. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần làm đẹp. Hợp nhất lần 3. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần làm đẹp. Tiếp tục, tập trung truyền tải năng lượng đến 1, 2 hoặc 3 vị trí mình muốn làm đẹp cùng một lúc cho đến khi chuông báo hết giờ.